Hiếu Minh Audio xin mến chào toàn thể các bác, các anh em yêu âm thanh và yêu ca hát trên mọi miền tổ quốc. Hôm nay bên Hiếu Minh có về cục đẩy, dòng cục đẩy công suất lớn dành cho âm thanh hội nghị, sân khấu và trong các phòng hát, đó là cục đẩy Crest Audio CA30. Và các bác nào yêu âm thanh, gia đình muốn dùng cục đẩy công suất lớn thì đều có thể dùng được các bác ạ. Thì đây là dòng cục đẩy mà trên thị trường anh em họ cũng bán đã rất là nhiều rồi. Rất là nhiều rồi, công suất nó rất là khỏe. Một kênh của nó có thể cân được hai loa JBL725 các bác nhé. Hai loa JBL725 là dòng loa kép bass 40, tức là hai loa bass 40, một hai bass 40. Vậy thì một kênh của con này có thể cân được hai loa JBL725. Và một kênh của nó cũng có thể cân được một súp kép 50, rất là đơn giản các bạn. Thì đối với dòng cục đẩy CA30 này thì anh em họ bán rất nhiều trên thị trường. Thì bên Hiếu Minh nhập cục đẩy CA30 đây về dòng cục đẩy CA30 loại mới nhất mà năm 2018. Thì sau đây chị Hiếu Minh xin phân tích một số đặc điểm nổi bật của cục đẩy CA30 này các anh nhé. Thì thưa các bác, đây là một cục đẩy mà 100% khi đã nói là CA20, 30, 5, 60 thì phải chắc chắn là phải nguồn xuyến các nhá. Nguồn xuyến các bác xem này. Một găng tay của em một thiếu. Rất là đẫy đà. Khẳng định 100%. 100% là dây đồng các bác nhá. Dây đồng lõi rất là to. Này các bác nhìn thấy dây đồng lõi to hơn cái tăm luôn các bác. Đấy rất là to luôn các bác nhá. Nhìn rất là chất lượng. Đây có lớp bọc này các bác này. Bọc này là bọc cách điện. Và cái đầu tiên là dùng bằng lõi đồng các bác nhá. 100% khẳng định một lõi đồng. Cái thứ hai là đối với dòng này nó là dòng 64 sò. CA30 dùng 64 sò mà tất cả là sò trường của sò của Mỹ các bác nhá. Sò của trường, sò Mỹ tên là NJV-0281 các bác nhá. 0281 bên này là NJV-0281. Tất cả là sò trường, 100% sò trường. Đối với dòng sò trường ấy thì công suất của nó khỏe hơn sò Toshiba các bác nhá. Khỏe hơn sò Toshiba, và thứ hai là tiếng của nó sáng hơn và tiếng bass của nó bao giờ cũng sâu hơn vì công suất nó khỏe hơn mà. Đây bên này đó là dòng sò là NJV-0302 các bạn. Đây, em sẽ đếm sò các bác xem này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16, trên 16, dưới 16 là 32 sò trường. Tổng hai vế là 64 sò trường các bác nhé. Tổng hai vế là 64 sò trường. Và để biết cái con sò hoạt động chính thức, sò công suất hoạt động là bao nhiêu thì thưa các bác đếm và trở kháng đi em. Trở kháng của nó là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Tức là đối với dòng này nó sẽ có cái phần trên này sẽ có 15 sò công suất hoạt động, 15 sò trường công suất hoạt động. Và có một duy nhất là một con sò người ta gọi sò bù A. Vậy như thế là con này tổng của nó là 60 sò công suất hoạt động các bác nhá. Đối với các dòng CA30 mà em quan sát có rất nhiều người bán thì nó chỉ rơi vào từ 52 đến 56 sò công suất hoạt động. Nhưng riêng cái con này là sẽ là có 60 sò công suất hoạt động các bác nhá. Và 4 sò bù áp, tất cả đều là sò trường, dòng sò của Mỹ các bạn. Và thứ hai các bác để ý này, tất cả là men màu xanh thẫm thôi nhá. Men màu xanh thẫm rất chất lượng. Đây các bác nhìn cái cấu tạo của nó này. Từ các diode bảo vệ rồi các nguồn cuộn cảm này. Đấy, rất là hàng rất là chất lượng thôi nhá. Đấy. Mạch nguồn của nó thì đây các bác xem. Mạch nguồn của nó có hai cái diode bảo vệ. Riêng có một dành hẳn cho một con biến áp này để quản lý bộ nguồn của cục CA30 này. Và thưa các bác, đối với dòng tụ này thì tụ của nó chỉ số cũng cực cao luôn các bác. Các bác xem này. 80V 22.000 microfarad với 16 tụ các bác nhá, 16 tụ dài. 16 tụ dài 1 2 3 4 16 tụ dài. Thì thưa các bác, đây là một con cục đẩy CA30 mà hàng bên Hiếu Minh mới nhập về. Em khẳng định là hiện tại đối với cục đẩy này là cục đẩy CA30 công suất cực lớn và lớn nhất trên thị trường các bác nhá. Công suất đánh lớn nhất trên thị trường. So với dòng đẩy CA30, tiếng luôn thì luôn luôn sáng và chắc vì sử dụng dòng sò đắt tiền nhất, đó là sò trường NJV kép. Dòng sò trường thì bao giờ cũng đắt tiền và giá trị hơn rất nhiều so với sò Toshiba.
Vì dòng sò Toshiba là dòng sò phổ thông, cũng được dùng rất nhiều vì còn tính năng của nó rất tốt. Nhưng mà để dùng tốt hơn nữa thì chúng ta nên dùng sò trường. Nhưng vì cái sò trường nó rất là đắt nên là rất ít nhà sản xuất người ta sẽ đưa vào để sản xuất những cái cục đẩy với giá trị bình dân các bác nhá. Chỉ những cái cục nào thật giá trị cao thì người ta mới sử dụng. Và thưa các bác, một cái điều nữa là Hiếu mình muốn nói đến nữa là tất cả các bác nhìn này, tất cả các dòng sò này nó sẽ dòng sò CA20, CA30, CA40, 50 người ta sẽ dùng chở kháng vuông. Mà tại sao không dùng chở kháng dẹt? Tại vì khi trên một cái đường tổng công suất ra công suất nó rất là lớn, chỉ có chở kháng vuông mới chịu được nhiệt, tức là với độ đủ độ bền và độ độ bền và độ chịu tải lớn thì mới có thể chịu được cái công suất đánh ra của cái dòng cục đẩy CA này, nên người ta mới dùng chỉ dùng cái chở kháng vuông này mà không dùng những chở kháng dẹt như các dòng cục đẩy từ 2 kênh, 3 kênh, 4 kênh dùng công suất nhỏ các bác nhé. Đấy. Xin mời đi qua đi em. Đây thì đằng sau đây thì các bác này, đường vào thì nó dùng đường vào thì bằng rác Canon, và đường ra thì dùng bằng rác Newtrik các bác nhé. Có chế các chế độ này, Treo Paranen, Brai là mạch cầu, và còn riêng con này có chế độ cắt súp để đánh các quả trầm lớn quá nhá, trầm con này sinh ra để dùng để đánh đánh các loại trầm trầm hơi các bạn. Đây để ra nó đấu trực tiếp ở đây đều được này. Và thưa các bác là đối với dòng này thì người ta vì sò trường là cái dòng sò hoạt động nó tức là hiệu suất của nó rất là cao, không nhất thiết phải dùng quá nhiều quạt, chỉ cần dùng 2 quạt là đủ các bạn. Đấy. Thì đây em sẽ quay lại một lần nữa cho các bác xem toàn cảnh về cục đẩy CA30 mời bên Hiếu Minh cung cấp. Sò trường, nguồn đồng, tụ, chỉ số lớn các bác nhé. Chỉ số 22.000 microfarad 80V. Thì các bác nào vừa yêu thích và có nhu cầu mua cục đẩy công suất lớn thì liên hệ đến Hiếu Minh Audio ở 451 Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội. Số điện thoại liên hệ là 0919182233. Đây là toàn cảnh cục đẩy CA30. Và thưa các bác, đây là cục đẩy mới 100% các bác nhé, được bảo hành 1 năm. Cục đẩy CA30 mới 100% nguyên đai nguyên kiện. CA30 Crest Audio. Xin cảm ơn các bác đã theo dõi clip. Hiếu Minh hẹn gặp lại các bác trong các clip sau, và thân mến và hẹn chào gặp lại các bác.